và chương trình phải tạm gián đoạn vì một sự cố. Thí sinh nam em có vẻ không ổn định về sức khỏe. Mai Phương, Xuân Mai và Kim Thoa đang cố động viên nam em. Sau thời gian chờ đợi, ban tổ chức phải đi đến quyết định. Và bây giờ đến cái phần thử thách của nam em, thì không biết là nam em còn đủ sức khỏe để thực hiện thách của mình không ạ? Vậy ban tổ chức quyết định sẽ cho nam em ngừng phần thử thách của người đẹp du lịch tại Dengue City. Xin cảm ơn bạn. Không sao, có những ngày mình khỏe, có những ngày mình đang được đi thôi. Sao mà mệt nè, em sức khỏe mà. Thôi về nghỉ ngơi đi chị. Ra tiếp. Không nữa. Vậy là nam em phải dừng chân tại cuộc thi Người đẹp du lịch và sẽ mất quyền tranh giải cùng 15 thí sinh còn lại.